21 loại vô ích. Đạo sư Bát Ma nói, khi thực hành pháp, có 21 loại vô ích phù phiếm. Công chúa Soga hỏi, chúng là những gì? Đạo sư nói, phát Bồ Đề Tâm là vô ích nếu con không từ bỏ làm hại chúng sanh. Nhận những quán đảnh là vô ích nếu con không giữ những thệ nguyện. Học nhiều giáo pháp là vô ích nếu chúng không làm lợi lạc cho tâm của chính con. Hoàn thiện những thiện căn là vô ích nếu chúng bị trộn lẫn với những ác hành. Theo một đạo sư là vô ích nếu con luôn luôn dấn thân vào việc xấu. Trở nên một vị thầy là vô ích nếu từ bỏ thực hành pháp và phạm vào việc xấu. Tiến hành một công việc là vô ích khi nó cũng xúc tiến 8 mối quan tâm thế gian, bao gồm được, mất, sướng, khổ, khen, chê, danh tiếng và tiếng xấu. Theo một vị thầy là vô ích khi con luôn luôn chống đối với chúng sanh. Họ là những cha mẹ của chính con. Tuyên bố rằng con sợ hãi những địa ngục là vô ích nếu con thường xuyên dấn thân vào ác hạnh. Thực hiện những việc bố thí là vô ích nếu con không bao trùm chúng với bồ đề tâm và không có lòng tin. Phát những lời nguyện là vô ích nếu con không có quyết tâm giữ gìn chúng. Thực hành nhẫn nhục là vô ích nếu con không bao trùm sự nổi giận của con bằng phương thuốc đúng đắn. Thực hành thiền định là vô ích nếu tâm con luôn luôn chìm trong hôn trầm hay trào cử. Nỗ lực tinh tấn là vô ích khi nó không nhắm đến con đường giác ngộ. Phát triển kiến thức sai lầm làm tăng thêm đố kỵ và năm độc khác là vô ích. Thực hành một giáo pháp đại thừa là vô ích khi thiếu con đường đại bi. Thực hành thiền định là vô ích khi không hiểu bản tánh của tâm thức con. Nhận lãnh những giáo huấn khẩu truyền là vô ích nếu con không đưa chúng vào thực hành. Hành động vì lợi lạc của chúng sanh là vô ích khi không bao trùm những hành động ấy với bồ đề tâm. Bất luận thế nào, dù những việc ấy là vô ích và dù không cần nhiều hoạt động như vậy, người ấu trĩ sẽ không chịu nghe. 4 loại không trở lại. Đạo sư Bát Ma nói, khi thực hành pháp, con phải sở hữu 4 loại không trở lại. Công chúa Soga hỏi, đó là những loại nào? Đạo sư nói, bằng việc nhớ cái chết, con sẽ không rơi trở lại vào những quan tâm cho cuộc đời này. Bằng cách trao dồi những quả của 10 thiện nghiệp, con sẽ không rơi lại vào 3 cõi thấp. Bằng cách trao dồi lòng từ bi, con sẽ không rơi trở lại những thừa thấp. Bằng cách thiền định về tánh không, con sẽ không rơi trở lại vào sanh tử. Bất luận thế nào, khi thực hành pháp, con cần xoay tâm con xa lìa khỏi những quan tâm của cuộc đời này. 4 việc không được xảy ra. Đạo sư Bát Ma nói, khi thực hành pháp, có 4 việc không nên để cho xảy ra. Chúng cần phải được loại bỏ. Công chúa Soga hỏi, đó là 4 việc gì? Đạo sư nói, nếu con không nhớ đến cái chết, con sẽ không tìm thấy thời giờ để thực hành pháp. Nếu do thiếu niềm tin vào nhân quả, con không từ bỏ những ác hạnh, con sẽ không tìm ra cơ may để đạt đến những cõi cao và sự giải thoát. Nếu con không sợ hãi những khổ não của sanh tử và không phát tâm từ bỏ, con sẽ không có thành công trong những thực hành đưa đến giải thoát. Nếu con mong muốn đạt giải thoát cho chỉ mình con mà không phát khởi ý định đạt giác ngộ vì tất cả chúng sanh, con sẽ không có cơ may đắc quả Phật trọn vẹn. Nói chung, nếu con không xa lìa khỏi những mục tiêu hữu hạn của cuộc đời này, con sẽ không có thành công
trong sự thực hành bất luận giáo pháp nào. Thậm chí ít có ai từ bỏ những quan tâm thế gian. Lợi dụng. Đạo sư Bát Ma nói, khi thực hành pháp không phải lợi dụng bốn thứ vô ích. Công chúa Soga hỏi, đó là bốn thứ gì? Đạo sư nói, để lợi dụng thân xác vô ích, hãy tuân thủ giới luật của con một cách trong sạch. Để lợi dụng của cải vô ích, hãy bố thí trong bồ đề tâm. Để lợi dụng những điều kiện tốt nhưng rốt ráo là vô ích, hãy tích tập công đức như là nhân và tích tập trí tuệ như là quả. Để lợi dụng cái học vô ích, hãy nỗ lực với sự thực hành tiềm ẩn ý nghĩa. Trừ phi con biết làm thế nào lợi dụng trong những cách này, bất cứ việc gì con làm đều là hoạt động thế tục. Năm điều không lỗi lầm. Đạo sư Bát Ma nói, khi thực hành pháp còn phải có năm điều không lỗi lầm. Công chúa Soga hỏi, đó là năm điều gì? Đạo sư nói, con phải tuân thủ những giới luật và những lời nguyện của con một cách không lỗi lầm. Con phải luôn luôn không lỗi lầm trong thực hành từ bi và bồ đề tâm. Khi soi rọi luật nhân quả của các hành động tạo nghiệp, con phải xa lánh dù hành động xấu nhỏ nhất một cách không lỗi lầm. Khi thiền định về đạo sư của con là một vị Phật, con phải luôn luôn quán tưởng Ngài trên đỉnh đầu con một cách không lỗi lầm. Bất luận thế nào, con phải không lỗi lầm khi tham thiền rằng mọi hiện tượng đều là tánh không. Thực hành sáu ba la mật. Đạo sư nói, khi thực hành pháp, con phải thực hành nhờ sáu ba la mật. Công chúa Soga hỏi, thực hành chúng như thế nào? Đạo sư nói, khi con không chứa chấp một chút keo kiệt hay thành kiến nào trong tâm, đó là bố thí ba la mật. Khi con có thể thanh toán những phiền não của con một cách thiện xảo, đó là trì giới ba la mật. Khi con hoàn toàn thoát khỏi giận dữ và ác cảm, đó là nhẫn nhục ba la mật. Khi con không lười biếng cũng không uể oải, đó là tinh tấn ba la mật. Khi con thoát khỏi sao lãng và bám luyến vào mùi vị của thiền định, đó là thiền định ba la mật. Khi con rốt ráo thoát khỏi những ý niệm được tạo tác, đó là trí tuệ ba la mật. Ba loại theo đuổi. Đạo sư nói, khi thực hành pháp có ba loại theo đuổi. Công chúa Soga hỏi, đó là ba loại nào? Đạo sư nói, người bậc thấp chỉ theo đuổi những hoạt động vì những đời tương lai, không cố gắng trong các hoạt động khác. Như vậy thế nào nó cũng sẽ đạt tới những cõi cao. Người bậc trung thấy mệt mỏi với toàn bộ sanh tử, chỉ theo đuổi những hoạt động thiện hạnh. Như vậy thế nào nó cũng đạt được giải thoát. Người bậc cao chỉ theo đuổi sự thực hành bồ đề tâm vì tất cả chúng sanh. Như vậy thế nào nó cũng đạt giác ngộ viên mãn. Nói chung, mọi mục tiêu người ta theo đuổi từ sáng sớm đến tối mịt đều chỉ vì thú vui của đời này, bị tán loạn bởi những phiền não tiêu cực trong đời này. Không cách gì họ không đi đến những cõi thấp trong những đời tới. Sáu cách thương tiếc thật sự. Đạo sư Bát Ma nói, người thực hành pháp cảm thấy buồn thương lớn lao trước cái chết của những người thân thuộc. Đó không phải là cách đúng đắn. Khi thực hành pháp có sáu điều để thương tiếc. Công chúa Soga hỏi, đó là sáu điều nào? Đạo sư nói, khi xa rời một đạo sư lỗi lạc, còn phải thương tiếc bằng cách cúng dường tang lễ. Khi xa rời một bạn đạo tốt, con phải thương tiếc bằng cách gom góp những tích tập. Khi con trái với thầy con phải thương tiếc bằng cách sám hối. Khi con làm hư hại hay phá vỡ những lời nguyện, con phải thương tiếc bằng cách tái lập và tịnh hóa chúng. Khi con đã không thể thực hành thời gian lâu dài, con phải thương tiếc bằng cách theo một đạo sư. Khi tâm thức con lạc vào tám mối quan tâm thế gian, con phải thương tiếc bằng cách cảm thấy sự từ bỏ sâu xa.
Bất luận thế nào, không ai hiểu rằng những sự vật do huyễn là vô thường sẽ không bao giờ làm cạn kiệt hay xóa sạch sự đau buồn của nó. 4 việc trồng trọt. Đạo sư Bát Ma nói, khi thực hành pháp, con phải có 4 việc trồng trọt. Công chúa Soga hỏi, đó là 4 việc gì? Đạo sư nói, con phải cày đất tâm gồ ghề khô cứng của con bằng đức tin kiên cố. Con phải dùng phân mềm của sự thay đổi thái độ của con bằng sự thực hành thiền định. Con phải gieo những hạt giống tốt của đức hạnh bằng cách tiến hành chúng với bồ đề tâm. Con phải phá hủy hoàn toàn năm độc và mọi tư tưởng lan man bằng cách để cho người cày cấy siêng năng cột chặt lưỡi cày trí tuệ vào cặp bó cày, hợp nhất phương tiện và hiểu biết. Nếu con làm như vậy, không cách gì những mầm giác ngộ không lớn lên thành quả Phật. Bất luận thế nào, có quá nhiều người không thể làm việc trồng trọt cho phụ mùa giải thoát, trong khi không hề mệt mỏi trồng trọt thế gian. Thật là những chúng sanh đáng thương. 8 loại im lặng. Đạo sư Bát Ma nói, khi thực hành pháp, con cần giữ 8 loại im lặng. Công chúa Soga hỏi, đó là 8 loại gì? Đạo sư nói, để giữ sự im lặng của thân, hãy ở trong những chốn ẩn cư mà không rơi vào bất cứ cực đoan nào. Qua đó, con sẽ xa lìa đam mê và xung động. Để giữ sự im lặng của ngữ, hãy sống như một người câm. Qua đó, con sẽ không bị sao lãng khỏi thực hành tâm linh do nói chuyện phiếm với người khác. Để giữ sự im lặng của tâm, chớ để cho mình bị những tư tưởng lan man và những phóng dật ngự trụ. Điều này cho phép con trụ trong bản tánh vốn sẵn của pháp thân vượt khỏi tư tưởng. Để giữ sự im lặng của những lạc thú giác quan, hãy buông bỏ những ý niệm về thức ăn thanh tịnh hay không thanh tịnh. Điều này sẽ làm cho sự sống đơn giản và sẽ khiến các Dakini tụ hội. Để giữ sự im lặng của những giáo huấn truyền miệng, chớ đem chúng cho những người không thích hợp. Điều này sẽ làm cho con nhận được những ban phước của dòng. Để giữ sự im lặng của hạnh, hãy hành động một cách tự nhiên và không chút đạo đức giả. Điều này sẽ giúp cho sự tiến bộ và ngăn ngừa tâm con không tích tập những che ám. Để giữ sự im lặng của kinh nghiệm, hãy tự do với bám luyến hay bị hấp dẫn bởi những kinh nghiệm của con và không kể chúng cho những người khác. Điều này sẽ khiến con đạt được thành tựu đại ấn trong kiếp này. Để giữ sự im lặng của chứng ngộ, hãy thoát khỏi tham vọng và nghỉ ngơi mà không rơi vào bất cứ cực đoan nào. Điều này sẽ làm cho con được giải thoát tức thời vào khoảnh khắc chứng ngộ. Nói chung, người không thể thực hành dù chỉ trong thời gian một bữa ăn, người không thể ở im lặng cho đến khi thời trì tụng chấm dứt, và người không thể đóng cái mồm liếng thoáng của họ sẽ không có chút thành công nào trong việc giữ im lặng. Những dụ dỗ của ma. Đạo sư Bát Ma nói, những người thực hành pháp không để ý khi nào họ bị ma lừa gạt. Công chúa Soga hỏi, thế nghĩa là gì? Đạo sư nói, những người có quyền năng bị lừa gạt bởi ma kiêu hãnh và tự phụ. Những người có địa vị cao bị lừa gạt bởi ma hùng biện và vọng tưởng. Những người bình dân bị lừa gạt bởi ma không sáng suốt và ngu dốt. Những người giàu bị lừa gạt bởi ma những mục tiêu bận rộn và thăng tiến của cải của họ. Những người thực hành pháp bị lừa gạt bởi ma gia tăng những sở hữu vật chất của họ. Họ bị lừa gạt bởi ma lo nuôi nấng con cái. Chúng là những chủ nợ nghiệp của họ. Họ bị lừa gạt bởi ma ẩn trong sự tôn kính của những đệ tử. Họ bị lừa gạt bởi ma ẩn trong sự thương yêu của những người phục vụ và phụ tá. Họ bị lừa gạt bởi ma ẩn trong sự thù ghét của những kẻ thù. Họ bị lừa gạt bởi ma ẩn trong những lời âu yếm của những thân thuộc. Họ bị lừa gạt bởi ma
ẩn trong vẻ đẹp của đồ trang sức. Họ bị lừa gạt bởi ma, ẩn trong những tiếng nói dịu dàng và lời ngọt ngào. Họ bị lừa gạt bởi ma tham luyến của chính họ. Họ bị lừa gạt bởi ma sắc đẹp và thèm khát yêu thương. Tất cả nỗ lực của con trong những hành động mê vọng là sự dụ dỗ của ma. Năm độc trong bản thân con là ma của tâm thức con. Sáu đối tượng giác quan vẫn còn nguyên là những khuynh hướng thói quen, là ma của những sự vật bên ngoài. Bám vào mùi vị của định là ma của những hiện tượng bên trong. Mong chờ quả trong đại toàn thiện là ma của kiến. Mọi phẩm tánh cao cả cũng là ma. Mọi vô minh và mê lầm cũng là ma. Bởi vậy, ma lớn nhất là chấp ngã. Nó không hiện hữu ở đâu khác ngoài chính bản thân con. Con phải giết ma quỷ này từ bên trong. Nếu con làm như vậy, nó sẽ không còn đến từ bên ngoài. Chỉ có điều là quá nhiều người không nhận biết ma này. Bốn phẩm tính căn bản. Đạo sư Bát Ma nói, khi thực hành pháp, con phải có bốn phẩm tính căn bản. Công chúa Soga hỏi, đó là bốn phẩm tính nào? Đạo sư nói, người có đại bi sẽ có bồ đề tâm. Người thoát khỏi đạo đức giả có thể giữ giới. Người không có lừa dối có những thệ nguyện thanh tịnh. Người thoát khỏi sự giả bộ màu mè sẽ không có hổ thẹn với bạn bè xu thời vua nịnh. Bất luận thế nào, nếu con có niềm tin lớn lao thì con cũng sẽ có thành công trong việc thực hành pháp. Và nếu con quyết tâm, con sẽ có thể giữ những lời nguyện. Để thực hành pháp, con phải thận trọng, hãy kiên cố như một cái xương ở lõi tim con. Đoạn tận năm độc. Đạo sư Bát Ma nói, khi thực hành pháp, con phải cắt đứt năm độc ở tận rễ. Công chúa Soga hỏi, như vậy nghĩa là sao? Đạo sư nói, người giận dữ mạnh thì có khổ lớn nhất. Người ngu si thì giống như một con thú và không thể hiểu pháp. Người kiêu mạn lớn thì không thể hấp thụ những đức hạnh và có nhiều kẻ thù. Người tham muốn mạnh thì không thể giữ những lời nguyện và hay bị nói xấu. Người ganh tị nhiều thì có nhiều tham vọng mạnh mẽ và thích thú trong những mưu mô. Chớ có theo đuổi năm món độc này, còn giết chúng từ bên trong bằng cách mở thả chúng ngay từ khoảnh khắc chúng sanh khởi. Người dấn thân vào năm độc một cách không tự chế thì đang tạo sự khốn khổ cho chính họ. Thuần hóa tâm thức mình. Đạo sư Bát Ma nói, khi thực hành pháp, trước tiên con phải thuần hóa tâm thức của chính con. Công chúa Soga hỏi, như vậy nghĩa là sao? Đạo sư nói, con phải làm tắt lửa giận thiêu đốt với nước của lòng từ. Con phải vượt qua sông tham muốn trên chiếc cầu của những phương thức chữa lành mạnh mẽ. Con phải thắp lên ngọn đuốc của hiểu biết phân biệt trong bóng tối của ngu si. Con phải đập tan núi kiêu mạn thành đất bằng với cái chày tinh tấn. Con phải chiến thắng cơn bão ganh tị bằng cách mặc áo quần ấm áp của nhẫn nhục. Bất luận thế nào, năm độc này là những đại kẻ thù truyền kiếp của con. Chúng sẽ hủy hoại con trong ba cõi sanh tử nếu con buông lung thả lỏng chúng. Chớ để chúng chài rộng khắp nẻo, điều ấy rất nguy hiểm. Năm dấu hiệu của sự thấy. Đạo sư Bát Ma nói, khi thực hành pháp, con phải có năm dấu hiệu của sự thấy. Công chúa Soga hỏi, đó là năm dấu hiệu gì? Đạo sư nói, con phải thấy bản tánh không bản chất của tâm, vượt ngoài ngôn ngữ của giáo pháp thiêng liêng. Con phải thấy rằng những hình tướng hiện thời này vốn tự giải thoát, không thể trụ bám. Con phải thấy rằng bất cứ kinh nghiệm nào khởi lên đều là đại lạc phi vật chất. Với tôn kính và sùng mộ, con phải thấy đạo sư của con là một vị Phật bằng xương bằng thịt. Bất luận thế nào, khi thực hành pháp, con phải thấy mọi sự không thể bám trước.
Năm sở đắc. Đạo sư Padma nói, khi thực hành pháp, con phải có năm loại sở đắc. Công chúa Soga hỏi, năm loại đó là gì? Đạo sư nói, không bỏ rơi giáo huấn truyền miệng của đạo sư vì lười biếng, con phải sở đắc sự áp dụng thực sự vào thực hành. Con phải sở đắc lợi lạc cho chính mình bằng cách dấn thân vào thực hành. Con phải sở đắc khả năng hướng dẫn những đệ tử vì lợi lạc cho người khác bằng cách có sự trao truyền những ban phước. Con phải sở đắc sự chứng đắc cái tự nhiên không tạo tác bằng cách giải phóng những hình tướng vào trong pháp tánh. Con phải sở đắc sự chứng đắc tâm con là pháp bằng cách nhận ra khuôn mặt tự nhiên của con, tức bản lai diện mục. Những hành giả Tây Tạng ngày nay nếu không sở đắc dù chỉ một trong những điều ấy sẽ không thành tựu một nguyện vọng nào cả của họ. Năm loại vĩ đại. Đạo sư Padma nói, khi thực hành pháp, con phải có năm loại vĩ đại. Công chúa Soga hỏi, đó là năm loại vĩ đại gì? Đạo sư nói, con phải có một vị thầy với sự vĩ đại của giáo huấn khẩu truyền. Những giáo huấn này cũng phải tiềm ẩn sự vĩ đại của con đường sâu xa và phương tiện thiện xảo. Tự con phải có sự vĩ đại của sức mạnh để chịu đựng khó nhọc. Con phải có sự vĩ đại của nguyện vọng với việc thực hành pháp. Con phải có sự vĩ đại của quyết tâm trong thực hành. Khi cố gắng thoát khỏi luân hồi, trừ phi con sở đắc năm điều này, nếu không, con sẽ không thành công. Năm loại thành thạo. Đạo sư Padma nói, khi thực hành pháp, con phải có năm loại thành thạo. Công chúa Soga hỏi, đó là năm loại gì? Đạo sư nói, do đạt được thành thạo tự nhiên đối với pháp, con phải sở hữu sự biết một cái khiến giải thoát cho tất cả. Do đạt được chứng ngộ pháp tánh, con phải để cho cái vô sanh mọc lên ngời sáng trong bản thân con. Do đạt được thành thạo tự nhiên với thệ nguyện, con phải sở đắc sự không kẽ nứt, không khuyết điểm của tâm. Do đạt được thành thạo với khí qua nỗ lực thực hành, con phải có thể chịu đựng gian khổ. Do đạt được thành thạo với những giáo huấn khẩu truyền, con có thể dạy người ta theo căn cơ của họ. Năm điều vô ích. Đạo sư Padma nói, khi thực hành pháp có năm điều vô ích. Công chúa Soga hỏi, đó là những điều gì? Đạo sư nói, không từ bỏ sanh tử mà phát sanh sùng mộ là vô ích. Không xa lìa bám níu vào vật chất mà tham thiền tánh không là vô ích. Không xa lìa khao khát mà thực hành thiền định là vô ích. Không xa lìa bám luyến và hung bạo mà trình bày một giáo huấn khẩu truyền là vô ích. Cho lời khuyên nhủ rất siêu phàm mà không hợp với nghĩa khế cơ, tức chân lý tương đối, là vô ích. Năm điều cần thiết. Đạo sư Padma nói, khi thực hành pháp có năm điều cần thiết. Công chúa Soga hỏi, đó là những điều nào? Đạo sư nói, được các bậc cao cả chấp nhận để con có thể nắm lấy tinh túy của các giáo huấn khẩu truyền là cần thiết. Có lòng sùng mộ sâu xa và không dứt đối với vị thầy của con để con có thể tự nhiên nhận lãnh những ban phước là cần thiết. Gom góp một mức độ tích tập công đức và trí tuệ nào đó để tâm con có thể nhu nhuyễn là cần thiết. Tâm con phải nhu nhuyễn để cho định có thể hiện khởi trong con là cần thiết. Định ấy hiện khởi trong con để con nhanh chóng đạt đến trạng thái toàn giác của Phật quả là cần thiết. Năm lời nói dối. Đạo sư Padma nói, khi tự nhận là một hành giả, có năm điều trở thành nói dối. Công chúa Soga hỏi, đó là những điều gì? Đạo sư nói,
là một lời nói dối khi nói rằng con sợ tái sanh trong tương lai nhưng vẫn hoàn toàn mê đắm cuộc đời này. Là một lời nói dối khi nói rằng con có quy y nhưng vẫn phạm vào những hành động mà không sợ ba cõi thấp. Là một lời nói dối khi nói rằng con là một thiền giả nhưng tâm vẫn không xa lìa khao khát. Là một lời nói dối khi nói rằng con đã hiểu cái kiến, tức cái thấy, nhưng không biết nhân quả. Là một lời nói dối khi nói rằng con là Phật nhưng chưa vượt qua khỏi vực thẳm sanh tử. Có nhiều người tự nhận là hành giả của Pháp và nói dối với người khác và với chính mình. Lúc qua đời, mọi lời nói dối sẽ đè lên chính họ. Năm lời nhất định. Đạo sư Bát Ma nói, khi thực hành Pháp, người ta cần có sự chỉ dạy năm lời nhất định. Công chúa Soga hỏi, đó là năm lời nào? Đạo sư nói, không có thiền định, chắc chắn kinh nghiệm và chứng ngộ sẽ không xảy ra. Nếu phương tiện và trí tuệ bị tách lìa trong thực hành Đại Thừa, chắc chắn con sẽ rơi vào mức độ thanh văn. Nếu con không biết làm thế nào hợp nhất kiến và hạnh, chắc chắn con sẽ đi một con đường lạc lối. Không có sự chứng ngộ thực sự tinh túy của tâm, tức bản tánh của tâm, nhất định vẫn hiện hữu thiện và ác, tốt và xấu. Không chứng ngộ tự tâm con, chắc chắn con sẽ không thành Phật. Năm việc vô ích. Đạo sư Bát Ma nói, khi thực hành Pháp, có năm việc vô ích, phù phiếm, hãy tránh chúng. Công chúa Soga hỏi, đó là năm loại gì? Đạo sư nói, là vô ích khi theo một vị thầy không sở hữu tinh túy của những giáo huấn. Là vô ích khi ban những giáo pháp cho một đệ tử không giữ vững những cam kết của nó. Là vô ích khi biết những giáo pháp mà con không sử dụng và đưa vào thực hành. Là vô ích khi áp dụng những thiền định không làm tiến triển tâm thức của con. Là vô ích khi dấn thân vào những giáo pháp nông cạn, bàn luận suông không giúp gì cho chính con. Nói chung, có nhiều người thực hành việc vô ích bởi vì vô minh, họ không biết sự khác biệt giữa cái gì lợi lạc và cái gì vô ích, phù phiếm. 6. Phẩm tính cao cả. Đạo sư Bát Ma nói, khi thực hành Pháp, con phải sở hữu 6 phẩm tính cao cả. Công chúa Soga hỏi, đó là 6 phẩm tính gì? Đạo sư nói, để thông thạo kiến, con phải hiểu rằng mọi sự đều là tâm. Để thoát khỏi đạo đức giả trong việc hành trì, con phải xua tan những nhiễm ô cho tâm thức trong sáng. Để thực hành sự bố thí rộng lượng, không thành kiến, con phải thoát khỏi hy vọng được biết ơn hay đền đáp. Để có thể đối mặt với những khó khăn, bằng nhẫn nhục, con phải thoát khỏi sự tức giận với kẻ thù. Để tu hành tâm thức qua học hỏi và tư duy, con phải có thể dùng năm độc và những kinh nghiệm khổ đau như là con đường. Để thiền định, con phải tránh không bị ma của hành động công đức lôi cuốn. Tuy nhiên, những hành giả ở đây không hành động tương ứng với Pháp. 4. Thiếu sót. Đạo sư Bát Ma nói, khi thực hành Pháp, con phải bỏ 4 loại thiếu sót. Công chúa Soga hỏi, đó là 4 loại gì? Đạo sư nói, thực hành nhàn nhã thì không đủ. Sự thực hành của con phải không ngừng như một dòng sông đang chảy. Đạt kinh nghiệm trông thấy những tinh linh thì không đủ. Con phải giải thoát tâm thức con nhờ thực hành Pháp. Sự dụ dỗ hướng sự tu hành tâm linh vào mục đích vị kỷ. Những hành vi đức hạnh không có tâm xả bỏ hay bồ đề tâm đạo đức giả trong hạnh kiểm thì không đủ. Nó phải tự nhiên và tự phát. Biểu lộ tôn kính và nguyện hứa thì không đủ. Con phải thực sự phụng sự dưới chân một đạo sư. Bất luận thế nào, những hành giả ở đây không thoát khỏi 4 điều thiếu sót này. Vào lúc chết, họ sẽ chết như một người thường,
và gặt hái những hậu quả. Tự phụ khoe khoang. Đạo sư Padma nói, những hành giả ấy là những kẻ khoác lác, tự đánh giá mình quá cao, họ còn tệ hơn những người thường. Công chúa Soga hỏi, như thế nghĩa là sao? Đạo sư nói, họ tự nhận là thực hành pháp và theo một đạo sư. Họ tuyên bố họ cai quản một tu viện và làm những lễ cúng rầm rộ. Họ nhận là họ nỗ lực thực hành tâm linh và có những thấy biết cao siêu. Họ tuyên bố là họ nhập thất chặt chẽ và sở hữu những giáo pháp cao nhất. Cố gắng lừa dối người khác bằng những hành vi giả đạo đức, trong khi không thoát khỏi tự phụ thế gian sẽ chỉ là nguyên nhân của hối tiếc vào lúc chết. 14 điều bỏ lại đằng sau. Đạo sư Padma nói, nếu con muốn thực hành pháp từ sâu thẳm của lòng mình, có 14 điều con phải bỏ lại đằng sau. Công chúa Soga hỏi, đó là những điều gì? Đạo sư nói, hãy là một đứa con của con nai hoang dã và sống trong những chốn núi non biệt lập. Hãy ăn ít, hãy thực hành khổ hạnh, hấp thu tinh túy, chớ rong chơi giữa đẳng cấp cao ở kinh đô, hãy giữ hạnh kín đáo ẩn mình. Hãy hành động theo cách làm vui lòng những người thù địch và cắt đứt mọi ràng buộc với quê hương. Hãy mặc quần áo bằng vải bô và hãy khiêm hạ. Hãy bỏ sự bám luyến họ hàng thân thuộc, bạn bè và cắt đứt mọi ràng buộc. Hãy cố gắng bắt chước chư Phật và dấn thân vào thực hành. Hãy giao phó lòng mình cho những giáo huấn khẩu truyền và áp dụng chúng vào thực hành. Hãy xem bổn tôn của con là tinh túy trong sâu nhất và hãy trì tụng thần chú của Ngài. Hãy coi những ác hạnh là xấu xa nhất và từ bỏ chúng. Hãy rộng rãi với đạo sư của con và cúng dường Ngài bất cứ thứ gì con có thể. Hãy bỏ sanh tử lại đằng sau và khởi sanh sự chán ngán mệt mỏi đối với nó. Hãy dâng hiến chiến thắng của con cho những người khác và không tranh đua. Hãy nhận lấy thất bại về phần mình và phô bày những lỗi lầm của riêng mình. Do làm theo cách này, sự thực hành pháp của con sẽ tiến bộ như chánh pháp và con sẽ xa lìa sanh tử. Ba bệnh phải bỏ. Đạo sư Padma nói, khi thực hành pháp có ba bệnh phải bỏ. Công chúa Soga hỏi, đó là ba bệnh nào? Đạo sư nói, trừ phi con bỏ quê nhà, căn bệnh xứ sở, con sẽ bị bắt nhốt trong ngục tù năm độc và rơi vào ba cõi thấp. Trừ phi con từ bỏ sự bám víu vào sở hữu nhà cửa và tài sản, căn bệnh chỗ ở, con sẽ bị bắt nhốt trong ngục tối của bám níu, chấp ngã và không thể cắt đứt ma tham luyến. Trừ phi con bỏ con cháu và gia đình, căn bệnh bà con sẽ bị bắt nhốt trong đầm lầy của sanh tử và không có cơ may giải thoát. Thật vậy, cần có một sự chịu đựng lớn lao để sống trong căn nhà sanh tử mà không bỏ ba bệnh này và vẫn không lưu tâm đến việc bị hành hạ bởi căn bệnh của ba độc.